Rồi, thì trong buổi trước mình đã cùng anh em đi qua cái phần phân trang đúng không? Phân trang đấy bằng Node.js thì chỉ đơn giản là mình dùng cái thằng Mongo luôn đúng không? Dùng cái thằng skip và limit của Mongo đấy để mình có thể mình có data trả về đúng không? Đúng những cái theo số trang mình muốn luôn đúng không? Và mình chỉ việc là render ra thôi từ data đấy. Rồi, thì hôm nay mình sẽ cùng em đi ra qua một cái phần nữa trong cái mảng này. Đó là về cái phần về check đăng nhập, kiểm tra đăng nhập. Đó, giả sử như mình dùng những cái trang kiểu là trang Facebook đúng không, thì khi mình vào trong những trang kiểu Facebook đấy thì nó sẽ là cho mình vào luôn đúng không, mình không phải đăng nhập nữa đấy. Thì tại sao nó có thể làm được như vậy, thì nó có một cái lưu cái thông tin của user ấy, đúng không, trong cái thằng cookie và trong local storage gì đấy đúng không. Giả sử này, khi mình vào trong cái trang Facebook đúng không? Facebook đấy, thì nó sẽ cho mình vào thẳng luôn đúng không? Cái trang chủ của mình luôn đúng không? Mình không phải đăng nhập nữa. Đấy, thì do là cái thằng Facebook này đã có cái chức năng là check đăng nhập rồi đúng không? Thì nếu mà trong thời gian một tháng gần đây mình đã đăng nhập rồi đúng không? Thì nó sẽ cho mình vào xem thông tin luôn là không mất mình phải đăng nhập nữa. Thì đúng không? Thì cái việc kiểm tra đấy mình làm như nào? Đấy. Thì giả sử nhá. Thì để có thể làm như vậy thì mình sẽ có một cái là cookie. Được, cookie. Cookie này ở đâu đúng không? Thì mình sẽ làm như sau này. Anh em ấn F12 nhá, inspect này. Inspect nhá. Vào phần application này. Đúng không? Thì sẽ thấy cookie này. Đấy, đúng không? Tức thằng Facebook này. Facebook nó đang lưu thông tin của user đúng không? Trên cookie này. Đấy, để khi người ta vào trang này biết luôn là thằng này đã đăng nhập rồi đúng không? Và nó cho vào xem thông tin luôn, không là phải đăng nhập nữa. Đấy. Nó gọi là thông tin nó lưu trong local storage này. Đấy, đây những cái phần gọi là những cái data đúng không? Nó lưu ở trên cái trình duyệt mình luôn. Đấy, nên là khi mình tắt trình duyệt bật lên đúng không? Thì data vẫn còn đây. Đấy, thì thằng Facebook chỉ là nó truy xuất vào cái thông tin data ở trong trình duyệt này thôi. Để nó kiểm tra người dùng đúng không, xem người dùng này đã có đăng nhập trước đây chưa. Đấy, nếu đăng nhập rồi đúng không thì nó sẽ cho mình vào luôn đấy đúng không. Tại vì thông thường đúng không, anh em mà khi mình dùng cái server của mình ấy, mình loát lại trang đúng không, là sẽ mất luôn những cái thông tin mình chỉnh sửa đúng không. Giả sử này alo, chào chị Hoa. Đấy, hôm nay thì mình sẽ học về cái phần cookie nhá và check check đăng nhập. Đấy thì em đầu tiên em giới thiệu qua một chút cookie đúng không? Thì cookie nó là một cái và là một cái còn một cái phần lưu data ở trong cái trình duyệt của browser của mình ấy. Đấy tức là nó một là một cái phần của trong browser này. Đấy. Thì khi mà anh em lưu data trong browser đúng không? Thì khi mình tắt đi lại thì nó vẫn còn. Đấy. Đúng không? Giả sử này mình có một cái cookie đúng không? Và khi mình tắt đi bật lại này thì nó vẫn còn trong này. Đấy. Còn có những cái phần mà anh em chỉnh sửa trên giao diện đúng không? Thì tắt đi bật lại thì nó sẽ không còn nữa đúng không? Còn những cái mình lưu trực tiếp ở trong giao diện trong cái browser này thì nó vẫn còn. Đấy. Đấy thì hiện tại đúng không? Thì ở các trang web đang dùng cookie đấy, để kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa. Đấy. Và nếu đã đăng nhập trước đây rồi đúng không? Thì nó sẽ cho mình vào thẳng trang chủ luôn và không bắt mình phải đăng nhập nữa. Đấy thì cái thằng cookie này mình sẽ sử dụng như nào? Thì trước tiên nhá, anh em sẽ tải cho mình một cái thư viện hỗ trợ, đó là cái thằng cookie parser. Cookie parser nhá. Là vm install này. Cookie parser. Đúng không? Thì khi mình có gói này đúng không? Thì khi mà cookie được gửi về, nó sẽ bắt được và hiển thị ra cho mình. Và cái điểm hay của thằng cookie này nhá, điểm hay của nó này là nó sẽ luôn gửi kèm vào trong các request của anh em. Đấy, với cookie này nhá, khi mình chạy Ajax ấy thì nó sẽ luôn được gửi kèm ở trên header cho mình. Đấy. Thử nhá. Thử này. Khi mình vào một cái em này
Mình phải vào trang đăng ký nhá. NPM Start này. Đấy, vào trong này nhá. Thì mình sẽ thêm một cái nữa là console log đi. Đấy, request.header. Chờ xem khi mình vào cái trong trang đăng ký này sẽ ra cái gì nhá. Nó có hot 3000 đúng không? User đăng ký. Anh nghĩ 4000 nhỉ? 4000. Quét đi. Ừ, đâu nhỉ? Điều này đây đúng không, cookie này đấy, tức là cookie đúng không, luôn là gửi kèm ở trên header đúng không, header này đấy, em thấy không, cookie nhá, khi em chạy server này đúng không thì cookie luôn là gửi kèm trên header gửi về trên server đúng không đấy, và này đúng không, để bắt được đọc được cái thằng cookie này thì mình sẽ cần một cái gói là cái thư viện cookie parser đúng không đấy, thì như đấy mình đây vừa lốc cho anh em đúng không, cái thằng request này đấy, thì trong request đúng không, request gửi về thì khi mình chạy cái đường dẫn đúng không, app.get của cái thằng đăng ký này không? Chạy trên này thì thằng này sẽ gửi một cái request đúng không, từ bên client về server để nó lấy cái thằng file này đúng không, và khi nó gửi yêu cầu về thì nó sẽ gửi cả header, và trong header đấy sẽ có cả những cái thằng cookie này đấy đúng không, từ cookie đúng không luôn được gửi trên header đấy, từ cookie nhá, cái hay của nó này nó luôn được gửi trên header đúng không, từ bên client về server đấy, tức mặc dù đúng không, mặc dù này cái thằng cookie đúng không được lưu ở bên bên client side đúng không, từ bên do bên cái browser này đấy, nhưng mà đúng không bên bên server vẫn phải nhận được đúng không, do nó auto được gửi qua trong mỗi cái request đấy, đây là cái hay của thằng cookie nhá, thì mình không phải chỉnh sửa thêm gì nữa đúng không, cookie đã tự về rồi, thì việc của mình là dùng thêm những cái chức năng khác để mình đọc thằng cookie thôi đấy, và cái thằng cookie token bằng cái này ở đâu ra đúng không, là do mình đã có sửa trên này đúng không, đấy mình tạm thời bỏ đi nhá, sao lại có đây nhỉ, mình đã chỉnh sửa xong này cái gì chưa? Ok đấy, vào đúng không, giả sử nhá, kể cả không có cookie bằng rỗng nhá, mình nó lại này đấy, đúng không, thì cookie bằng rỗng này đấy, đấy, vào đây đúng không, thì để có thể đọc được cookie này gửi về đúng không, mình sẽ phải làm như nào, mình sẽ phải có cái gói đúng không, cookie parser mà mình vừa bảo anh em tải về ấy. Đấy, thì khi mình dùng cookie parser đúng không thì mình sẽ đọc, mình sẽ phải config nó như nào, thì đơn giản đúng không, mình sẽ làm việc require bên phải app này, cookie parser copy này cho nhanh. Đấy, thì gói này nó chỉ là hỗ trợ mình dịch cái thằng cookie được gửi về thôi.
việc mình chỉ là app use nó là xong. Và nhớ không, là app use nó phải bên dưới thằng khai app đúng không? Đấy. Thì nó cũng khá giống như cái thằng là body parser đúng không? Thì thằng cookie nó cũng làm tương tự như vậy. Đấy, để mình có thể mình dịch cái data gửi về ở trên header cụ thể cái thằng cookie. Đấy. Thì bây giờ nhá. Đúng không? Thử lại này. Lúc đấy mình nghe cái thằng cookie đúng không? Bằng request.header request đúng không? Để mình xem nó nằm ở đâu. Bây giờ nhá, khi mình đã có cái gói là cookie parser này rồi, đúng không? Thì bắt được cái thằng cookie ấy, mình chỉ việc là dùng request.cookie thôi. Cookie. Bây giờ thì nó sẽ trả cho mình tất cả những cái cookie đang có ở trong đường dẫn. Nó có 4.000 hiện tại. Đấy. Nó lại đúng không? Thì nó trả về là rỗng này. Đúng không? Giả sử nhá, mình sẽ thêm bằng tay đi một số cookie nữa. ABC này, đúng không? Value là 123 chẳng hạn. CDE 345 chẳng hạn. Lưu lại đúng không? Bây giờ này, khi mình gửi request đúng không? Gửi request này. Đấy, thì nó sẽ bên server đúng không? Sẽ nhận được cái cookie gửi về. Đấy, là một object đúng không? Gồm hai cái ABC và CDE đúng không? Đấy. Được chưa? Thì mình cái gói cookie parser nhá đúng không? Để hỗ trợ mình nhận được cái cookie gửi về và dịch nó ra đúng không? Tức cookie đã luôn gửi về rồi, nhưng mà mình sẽ có cái này để mình có thể mình dịch ra luôn, đỡ phải truy xuất sâu bên trong header nữa. Đấy. Mày ok chưa? Thì bây giờ nhá, anh em sẽ demo cho mình. Đấy. Tải cái gói cookie parser này về và thử chạy request nhá, xem cái thằng cookie này đã nhận được bên server chưa. Ok không? Rồi, đấy, thì mình vừa đi qua thằng, giới thiệu qua thằng cookie đúng không? Thì hiểu đơn giản đúng không? Cookie nó là một cái kho đúng không? Một cái kho lưu data của thằng giao dịch, một cái thằng trình duyệt đúng không? Đấy, trình duyệt nào sẽ có cái này. Đấy, và đi kèm nó sẽ có nhiều những cái kho lưu trữ khác. Thì đây mình sẽ dùng cookie đúng không? Tại vì cookie này nó có cái đặc điểm hay của nó là nó sẽ luôn được gửi trên header. Thì mình đỡ phải cái phải chèn nó header nữa đúng không? Nó sẽ tự chèn trong đấy rồi. Mình đỡ phải làm thủ công. Đấy. À, tiếp theo này. Đấy, mình đã nghe cái thằng cookie ở bên server đúng không? Thì bây giờ mình ứng dụng nó kiểu gì? Đấy, ứng dụng nó để có thể đăng nhập tự động đúng không? Tức khi mà user đã đăng nhập rồi đúng không? Thì mình sẽ cho nó vào trong trang của mình luôn và không bắt nó phải đăng nhập nữa. Đấy. Thì mình sẽ làm như sau. Đấy, giả sử đúng không? Thì khi mình đăng nhập này. Giả sử nhá, khi user đăng nhập đúng không? Đấy, thì ngoài cái việc là mình gửi một cái thông điệp là đăng nhập thành công ra đúng không? Mình sẽ gửi thêm một cái nữa về. Đó là cái ID của user chẳng hạn. Đúng không? Mình sẽ gửi một cái ID của user về. Giả sử nhá. ID này. Data.id chẳng hạn. Giả sử như này, đúng không? Em kiểu không danh đi. Đây, giả sử nhá, khi mà người ta login thành công đúng không? Login thành công. Đấy thì mình sẽ ngoài cái việc là gửi về cái thông điệp này, status đúng không? Mình sẽ gửi thêm một cái object nữa. Object data nữa đúng không? Chứa cái ID của user. Đấy. Đúng không? Thì khi vậy khi mình đăng nhập này thì mình sẽ có một cái data gửi về này đúng không? Thì thử đăng nhập nhá. Trang đăng nhập này. Đăng nhập. Đúng không? Thì như buổi trước mình đăng nhập thử đúng không? Thì nó gửi về cái câu đó là đăng nhập thành công. Đấy, mình sẽ kiểm tra thằng jQuery nhá. Public này. Đăng nhập đi đúng không? Đấy, thì khi đăng nhập này thì nó mình sẽ lấy data về đúng không? Và hiện ra notify đúng không? Cảnh báo người dùng đúng không? Bằng cái phần data.message đúng không?
bằng cái thông điệp để về đây, đúng không? Và ngoài ra nhé, mình sẽ construct thêm một cái nữa nhá, construct thêm này, đúng không? Construct cả data nữa cho mình. Đấy, đăng nhập lại nhá, xem trong database mình có tài khoản gì. Model K12 logo. Camera Mongo user, giả sử đi mình đăng nhập bằng cái tài khoản này đi, ASD 1.2.3.1.2.3, ok, nó chuyển trang mình mất đúng không? Thì tạm thời không chuyển trang đấy nhá, tạm thời không cho chuyển trang này, tạm thời nhá, không chuyển trang này, để xem nó ra cái gì nhá. Đúng không? Đấy thì data gửi về thế này. Đấy, bao gồm này, thông điệp đúng không? Đấy, mã lỗi này. Tổng cái data không? Data này chứa ID. Là ID của user đúng không? Đấy thì mình gửi ID về làm gì? Thì giả sử nhá, mình sẽ đừng dùng ID này không? Để mình lưu trên cookie. Đấy, để khi mà mình sẽ lưu thằng này trên cookie đúng không? Để khi mà user nó có một cái yêu cầu gì đó đúng không? Request gì đó gửi từ bên client về server. Đấy thì mình có thể có được ngay ID của người dùng không? Để mình kiểm tra xem. Đấy, xem nó là ai đúng không? Đấy, nếu mà nó có trong cái database user của mình thì coi như là nó đã đăng nhập rồi đúng không? Đấy, thì mình sẽ cho nó vào trong trang cá nhân luôn, không bắt nó phải đăng nhập lại nữa. Đấy, giả sử nhá. Không, mình sẽ đẩy thằng này cookie này. Đấy, để cho cái thằng ID đấy cookie nhá. Thì làm như nào? Em tìm cho mình này. Là set cookie. Đấy thì trong cái thằng PK3 School này sẽ có những hàm với sẵn để mình có thể mình set cookie luôn. Đúng không? Thì với thằng cookie này, cái thằng hàm với sẵn này đúng không? Thì nó sẽ yêu cầu mình ba cái tham số. Tham số nhất là cái tên của cookie này. Thứ hai là cái value, là cái giá trị đúng không? Và thứ ba là cái hạn của cookie, được chưa? Hạn tính theo ngày nhá. Theo ngày này đúng không? 24 giờ nhân 60 phút 60 giây này. Và vì mình đi giây đúng không? Đây một ngày. Đấy. Nó sẽ lấy cái thằng này như thế một ngày đúng không? Đấy, giả sử nhá. Khi mà có data gửi về đúng không? Và có cái status thành công là bằng 200 này. Đấy thì mình sẽ set cookie đúng không? Set cookie với cái tên là user chẳng hạn. Đấy. Và cái giá trị nó lưu không? Mình sẽ lưu bằng cái ID của user. Đấy, ID của user đúng không? Chính là cái thằng data.id đúng không? Data này. Data.id đúng không? Để mình sẽ log cho anh em xem nhá, đúng không? Log cái thằng data.data.id này, đúng không? Tại vì hiện tại đúng không? Data mình đang là object. Đấy, trong object này lại có trường data đúng không? Data.data này. Và trong data có một trường là id đúng không? Đấy, thì mình đi ba tầng như vậy. Anh nhiều lại nhá. Đúng không? Mình sẽ có cái ID của user này. Đấy. Thì mình cho ID này đúng không? Vào trong mục value. Đấy, để nó đặt cookie cho mình. Và hạn đúng không? Mình sẽ để hạn một ngày nhá. Thử này. Đấy, thì khi mình bật application đúng không? Tạm thời xóa mấy cái này đi nhá. Đăng nhập lại này. Đây là set cookie. Ở đây mà, đây rồi. Nó hơi bị chậm một chút. Đấy, được chưa? Tức ở đây đúng không? Khi mình chạy cái lệnh là set cookie này, đúng không? Thì nó sẽ dựa vào cái tham số mình cho, đúng không? Đó là cái tên cookie này, user đúng không? Tên này, giá trị đúng không? Value của nó là ID của dùng đúng không? Đây. Đấy không? Chính là bằng cái thằng ID bên này. Vui là 7380 đúng không?
7380. Đấy, và hạn nó là một ngày. Hạn đúng không? Là ngày 1 tháng 7 đúng không? Ngày mai. Đấy. Được. Đấy. Thì bây giờ nhá, anh em sẽ làm cho mình đúng không? Cái bước là mình sẽ đăng nhập đúng không? Khi đăng nhập này thì mình sẽ cho cookie lên, được chưa? Bằng cái câu lệnh đó là set cookie đúng không? Để đẩy cookie lên, và quy nếu cookie đúng không? Sẽ có cái tên là do anh em tự chọn, chưa? Và giá trị của nó này là ID của user đúng không? Đấy. Thì anh em nhé, demo cho mình cái bước là mình sẽ đẩy cookie lên trên browser. Đấy. Đúng không? Và thứ nhất là mình sẽ phải làm như sau này. Sửa cái thằng request gửi về nhá, đúng không? Request gửi về này sẽ có thêm cho mình là cái ID của user nữa. Đấy, để bên này bên để bên browser bắt được đúng không? Bắt được và để trên cookie. Rồi, thì những cái phần mình em vừa demo ấy, anh em có chỗ nào mình khó hiểu không? Alo mọi người. Ok đúng không? Rồi, thì anh em sẽ demo cho mình nhá. Đấy, khi anh em có request gửi về response gửi về server client đúng không? Thì gửi cho mình thêm cả cái ID nữa để bên client đúng không? Để ID lên trên cookie. Nhá. Làm cho mình cái này trong khoảng tầm 5 phút nhá. Đấy, mình có một cái để dẫn put này đúng không? Đấy, phương thức put này đúng không? Là đổi mật khẩu đúng không? Đổi mật khẩu. Đấy, và cái này yêu cầu đúng không? Là cái ID của user này. Đấy, và cái mật khẩu mới đúng không? Đổi path này, mình có đổi path chưa? Chưa có đâu. Đấy đúng không? Thì thông thường đúng không? Khi em mà chạy cái này thì sẽ phải viết tay để dẫn đúng không? Viết tay để dẫn ở trong này. Nhưng bây giờ mình không cần nữa đúng không? Vì mình đã có cái thằng cookie lưu trên này rồi đúng không? Thì mình sẽ lấy cookie này, lấy cái value này đúng không? Value của ID này. Đấy, gắn trong đường dẫn là xong đúng không? Chứ mình không phải viết tay nữa, được chưa? Thì mình đã có thông tin của user đúng không? Thì mình chỉ phải lấy mình dán vào thôi. Đấy, để lấy cookie thì làm kiểu gì? Thì mình sẽ cho cái thằng đổi path này ra nhá, đây này, đúng không? Và gắn link JS cho nó. Mình chưa có jQuery đúng không? Thêm jQuery nhá. jQuery này. Định đổi path. Rồi. Đúng không? Thì bây giờ này, muốn lấy cookie từ bên trên, muốn lấy cái thằng cookie này xuống đúng không? Thì mình sẽ làm như nào? Đấy, thì lại tìm nhau đúng không? Là get cookie. Đấy, thì nó sẽ có hàm cho mình để get cookie này. Set đúng không? Get đây. Đây hàm để lấy cookie này, đúng chưa? Giả sử nhá. Mình sẽ console log ra đúng không? Cái thằng get cookie. Get cookie này. Cookie đúng không? Thằng này nhận một tham số này, tham số này chỉ cần cần mỗi là cái tên cookie thôi, chưa? Cookie name này, đấy, thì mình lấy một lấy cái thằng có cookie tên là ai là user đúng không? Thì mình chuyển cái thằng user trong này để nó lấy. Nha, xem nó ra cái gì này. Sao sao đổi path đúng không? Đúng không? Dòng 17 này. Đấy. Thì ngay khi đã trang đúng không? Ngay khi đã trang này, mình đã có ngay cái ID của dùng đúng không? Đấy, thì giả sử khi mình muốn đổi mật khẩu chẳng hạn. Đấy, thì mình chỉ phải là thêm vào trong này thôi đúng không? Để đổi mật khẩu. Dùng nhau mình sẽ sửa ra này này. Thêm input nữa chẳng hạn. Copy bên kia sang này. Thì mình sẽ viết phần đổi path này nhá. Đúng không? Khi người ta đã đổi path này đúng không? Thì mình sẽ lấy cái nội dung trong hai ô nhập này đúng không?
Khi user vừa ấn đổi pass này đúng không, thì mình sẽ lấy cái nội dung trong hai ô nhập này. Trong hai ô này còn sẽ có class là username và password này. Đấy, đúng không? Username bằng cái thằng class đúng không, là username chấm value từ cái thằng password đúng không. Và trong này mình sẽ cần một cái nữa là cái mật khẩu mới đúng không, bắt người ta nhập mật khẩu cũ này, mật nhập cái username và mật khẩu cũ đúng không, kèm thêm mật khẩu mới nữa. New pass chẳng hạn. New pass nữa. Lốc xem nó ra cái gì nhá. Đủ đúng không? Đấy, nhận được các cái nhập của mình rồi này. Đúng không? Thì bây giờ mình thấy chức năng đúng không? Là khi mà ấn nút đổi pass đúng không? Thì nó sẽ kiểm tra xem đúng không? Là cái username này và password cũ đúng không? Đã đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Thì mình mới cho nó đổi pass mới đúng không? Đấy. Thì cái này mình sẽ bên router mình đã viết sẵn rồi đúng không? Bên cái thằng kiểm đổi mật khẩu này đúng không? Thì mình đã cho nó tìm theo cái thằng user này đúng không? Rồi cái này mình chưa biết kiểm tra này. Đấy thì mình kiểm tra nữa đúng không? Là trước khi đổi mật khẩu này phải kiểm tra xem là nó nhập username và password đúng hay chưa đúng không? Đấy thì mình sẽ tìm theo ba tham số này đúng không? Tham số nhất là cái ID đúng không? Được gửi về này. Tham số hai đúng không? Là cái username request. Body đúng không? Username. Đấy đúng không? Kiểm tra xem cả user và mật khẩu đã chính viết đúng chưa đúng không? Password. Được chưa? Tức mình kiểm tra ba tham số này, đúng không? Để làm gì? Đấy để làm với cái ID này đúng không? ID này đúng không? Có khớp với username và password này không đúng không? Đấy, để tránh trường hợp ông này nhập username và password mà nhỡ may mà trúng của ông khác đúng không, thì ông khác bị thay đổi mật khẩu đúng không. Đấy thì mình check cả ID nữa đấy, để kiểm tra xem là cái name user và password này có phải là của ID này không đấy, để tránh hợp bị ông này đổi ông kia đúng không, tránh hợp user 1 đổi password user 2. Rồi này, và cái này đúng không, thì mình sẽ để là new password đấy. Sau khi mình có cái nội dung nhập đúng không, thì mình sẽ gọi Ajax vào cái thằng phương thức put mình vừa chỉnh sửa này. Đấy. Đồ la Ajax đúng không? URL là user này. User đúng không? User không có số gì cả. Chủ ID thôi. Ok. User này đúng không? Suộc ID đâu ra đúng không? ID chính là cái thằng cookie này để gửi về đúng không? Đấy. Thì mình sẽ lấy này đúng không? Trên đầu trang thôi nhá. ID đúng không? Sẽ bằng cái thằng cái cookie này. Đúng không? Thì ID này sẽ chứa cái biến ID đúng không? Sẽ chứa cái ID người dùng mình đã đưa trên cookie ấy. Đấy, mình sẽ mang này xuống không? Sửa hướng dẫn này. Phát là put đúng không? Tài put data đúng không? Data chính là ba cái trường này đúng không? Gửi username này, password và password mới về đúng không? Để nó kiểm tra đúng không? Username đúng không? Chính là username. Password. New path.
Ok. Rồi, xem cái data nhận về là cái gì nhá. Này. Đúng không? Nhập một ISO nó bất kỳ kỳ nhá. Sai này. Đúng không? Không sửa này, đúng không? Tìm thấy không này và sửa không đúng không? Đấy, thì mình sẽ sửa cái request gửi về nhá. Response gửi về nhá, đúng không? Không để cái dạng này nữa. Đấy. Nào đúng không? Kiểm tra nếu đúng không? Nếu này data này đúng không? Có mà cái thằng modify có giá trị đúng không? Tức là nếu cái thằng modify này bằng không đúng không thì nó là false đúng không, khác không thì nó true. Đấy, thì nếu true đúng không thì mình sẽ gửi một cái về, đấy là đổi thành công chẳng hạn. Đấy, đổi phát thành công. Đấy, thành công 200 này. Còn nếu sai đúng không, đấy, còn nếu mà cái thằng số lượng chỉnh sửa đúng không bằng không, tức là không thể nào sửa cả đúng không, đấy thì nó thành full. Đấy, thì nhập sai username và password cũ đúng không. Đấy, thử này là lỗi đúng không, thì bảo lỗi server chạy thử nhá, bất kỳ này không? Nhập sai username password này. Đấy, thì mình sẽ cho thằng này vào trong cái thằng notify đúng không, đây bắt vào thằng notify này. $notify đúng không? Noti. HTML ở bên trong đúng không? Chính là cái thằng data chấm mét đúng không? Cả mỗi khi mình muốn chèn nó phải xóa gũ đi. HTML rỗng. Lại nhá. Nhập sai này, đúng không? Nhập đúng này, AD đúng không? 123, 123 này, đúng không? Sửa thành 123 chẳng hạn. Đúng không? Đổi path thành công đúng không? Đấy thì bây giờ đúng không? Path của mình sẽ không còn là 123, 123 nữa mà còn là 123 thôi. Đấy. Xem trong data nhá. Thằng đầu tiên đúng không? Đầu tiên này. Chưa? Đấy. Từ đây mình đã đổi mật khẩu thành công này. Thế tức mình ở đây mình đã dựa thằng cookie đúng không? Cookie này. Hiện tại mình đúng không? Đang lưu cái cookie đúng không? Đang lưu cái ID của mình. Đấy thì bước trước mình sẽ phải dùng viết tay đúng không? Vào trong Postman này hoặc là viết tay ở trên cái đường dẫn. Đấy thì thay vì như vậy, buổi hôm nay đúng không? Mình sẽ không viết tay nữa. Đấy mình sẽ dùng cái thằng cookie này đúng không? Để lưu ngay ID. Đấy, mình phải lôi ID xuống không để gửi về bên server. Đấy, và server sẽ kiểm tra theo ID đúng không, nếu mà ID này có trong data của mình này đúng không? Và khớp với cái thằng user và password mà người dùng nhập vào. Đấy, thì tức là nó nhập đúng user password của ID đúng không thì sẽ cho phép nó đổi mật khẩu. Đấy, có nhập sai đúng không thì không cho đổi nữa. Đấy thì đây là cái ứng dụng nhá, để mình có thể dùng cookie đúng không, để mình có thể mình lưu data để có thể dùng khi cần. Đấy thì cái phần mình vừa demo ấy, em mọi người có chỗ nào bị khó hiểu không? Alo anh em, cái hơi dài đúng không, hơi bị dài đúng không? Ok, giờ đầu tiên nhá thì anh em cứ sửa cho mình không cái thằng method put này, sửa mấy thằng put đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra này đúng không? Theo cái ID gửi về này, đấy và cái username password đúng không? Thì anh em sẽ test cho mình trên Postman trước, được chưa? Postman mà chạy về ok rồi đúng không? Thì mình sẽ làm phần giao diện đổi path này. Đấy, mình sẽ chạy Ajax đúng không? Đấy. Và Ajax này sẽ kèm thêm cookie nữa, cái thằng ID đúng không?
từ cookie gửi về. Chưa? Em demo cho mình cái này ra trong khoảng tầm 10 phút nhá. Rồi, anh Luân có bị khó hiểu chỗ này không anh? Đấy, thì mình vừa đi cùng anh em đi qua không? Cái việc là mình có thể mình lấy cookie xuống đúng không? Để có thể gán vào link để mình chạy những phương thức mà có cần yêu cầu ID đúng không? Đấy. Thì bây giờ đúng không? Mình lại quay về cái mục chính này đúng không? Cái mục đích là để kiểm tra đăng nhập đúng không? Đấy. Giả sử này. Mình về tra đăng nhập nhá. Đăng nhập này. Đấy, khi mình đăng nhập thành công đúng không? Đấy thì nó sẽ mình sẽ cho nó chuyển trang này. Và nó cho mình chuyển sang cái trang home đúng không? Sang trang home này. Đấy bây giờ mình sẽ làm nhá. Để có thể ở trang home này đúng không? Để có thể ở được trang home này đúng không? Thì yêu cầu là phải đăng nhập đúng không? Đấy. Tức mình sẽ đi qua bước đăng nhập đúng không? Thì mới vào được cái trang home này. Đấy thì để kiểm tra đăng nhập đúng không? Kiểu gì đúng không? Kiểm tra đăng nhập đúng không? Thì mình sẽ làm như sau. Đấy, mình sẽ viết thêm một cái API nhá, gọi là check đăng nhập chẳng hạn. Kiểm tra đăng nhập. Cái này, check đăng nhập. Từ chấm post. Check login chẳng hạn. Không? Ở đây đúng không? Mình sẽ dựa vào cái gì? Mình sẽ dựa vào cookie đúng không? Cookie này. Đấy. Nếu mà user này mà có cookie đúng không? Cookie này gửi về này. Và cookie này không? Mình tìm trong database mà có đúng là cái cookie này, cái thằng ID này có trong database của mình đúng không? Tức là thằng ID này là một user của mình đúng không? Thì tức là nó đã đăng nhập thành công. Đấy thì mình sẽ cho nó ở lại trang này đúng không? Còn nếu mà nó không phải ID mà tìm mà không có ấy, đúng không? Hoặc là không có ID thì coi như nó chưa đăng nhập. Đấy mình sẽ đẩy ra ngoài. Đấy thì mình check đăng nhập đúng không? Đăng nhập này. Mình vẽ lại cho anh em dễ hiểu nhá. Đúng không? Đây là mình sẽ có trang đăng nhập này. Trang login và trang home. Trang home này. Đấy thì phải đi qua đăng nhập đúng không? Phải đăng nhập đã. Thì mới vào trang home đúng không? Đấy, vào trang home này. Giả sử nhá, user này họ không vào trang đăng nhập đúng không? Họ không vào cái trang API đăng nhập đúng không? Đấy. À, trang user. Đấy, họ không vào trang này đúng không? Mà họ vào thẳng cái trang luôn này đúng không? Đấy, thì mình có cái kiểm tra đúng không? Để xem là nếu ông nào đúng không? Mà đã đăng nhập rồi thì mới vào trang này đúng không? Còn ông nào mà không đăng nhập này thì mình xem nó về đúng không? Về trang đăng nhập. Đấy. Thì mình có bước được kiểm tra đăng nhập đúng không? Thì kiểm tra nào? Đấy. Thì ở trang home này đúng không? Mình sẽ lấy cookie xuống này. Lấy cookie đúng không? Lấy cookie này đúng không? Đấy thì mình đang lưu trên cookie là ID đúng không? Chính là ID của người dùng. Đấy. Tức là lấy ID người dùng này, cái ID đúng không? Gửi về server đúng không? Gửi về server kiểm tra. Đấy, thì server kiểm tra này. Kiểm tra ID đúng không? Nếu ID này đúng không? Đúng là user của mình thì mình sẽ cho nó ở lại trang này đúng không? Còn nếu ID này không phải user. Đấy thì mình sẽ đẩy nó về trang đăng nhập. Đấy. Ở lại đúng không? Nếu ID hợp lệ đúng không? Nếu ID hợp lệ. Đấy, đúng không? Nếu không lệ đúng không? Về trang đăng nhập đúng không? Nếu ID không hợp lệ. Đấy. Sai. Còn nếu ID sai hoặc là không, nếu mà không có cookie đúng không? Cũng phải trang đăng nhập. Đấy. Không có cookie. Đấy, được chưa? Thì triển khai nhá, đúng không? Đầu tiên này. Cookie về đúng không? Thì nó sẽ gửi auto thông qua cái header rồi thì mình không phải gửi về nữa đúng không? Chỉ phải bắt là request chấm cookie đúng không? Đấy. Và từ cookie này từ ID gửi về đúng không? Sẽ kiểm tra tìm cho data xem là có cái ID nào bằng cookie như vậy không đúng không? Đấy. Let ID này đúng không? Bằng request chấm cookie
chờ mình xem cookie gửi về là cái gì nhá. Slot ID. Oh, sẽ chạy đường dẫn là check login này. Giả sử nhá. Oh, bên mình sẽ test Postman trước này. Bên Postman nhá để cho cookie này thì em vào cookie này. Đấy, cookie đúng không? Giả sử đi mình cho cookie là user này và một giá trị gì đó. Đúng không? Một thứ ba chẳng hạn. Lưu nhá. Đúng không? Và sẽ dẫn này 4.000 trang hộ đúng không, không có số gì cả, chạy nhá. Post, sorry, post chạy lại đúng không, post check login, sorry check login. Cái gì đây, cái nó post trên login à, user nữa à, router này đúng không, thì bên server này mình bắt được đúng không, bắt được cái thằng cookie gửi về đúng không, là object đấy, object này đúng không, sẽ chứa này user đúng không và giá trị này đúng trong này đúng không, đấy đúng cái thằng này user không, giá trị đây, giả sử cho mình thêm một cookie nữa này, user 2 chẳng hạn, giá trị gì đó này, xếp nhá, và mình lại xem lại này đúng không, thì data trở về là hai một object đúng không, chứa hai phần tử này đấy đúng không, tức là đúng không cookie có những cái gì đúng không thì nó gửi về hết cho mình đấy, thì mình cái cần đúng không, cần là bắt đúng cookie của nó chưa, mình muốn có cái ID user đúng không, thì do này lúc nãy mình đặt đúng không, khi đăng nhập này đặt cái thằng cookie của mình là user đấy, thì bây giờ đúng không, mình lấy này thì mình sẽ lấy theo cái thằng mình đặt nhá là user đấy, đúng không, mình lại này chưa ờ, sao nhỉ, slow cookie user xem này đây đúng không, thế cái thằng ID user này đấy 123 đúng không, user 123 này rồi, bây giờ đúng không mình sẽ tìm trong database đúng không, tìm trong database xem là có cái thằng nào ID bằng như vậy hay không đúng không, đấy, user model chấm file one tìm kiếm theo cái trường là ID đúng không, sau ID được gửi về đấy. Nếu có data thì về đúng không? Đấy thì mình sẽ phản hồi ra. Nếu data gửi về là có giá trị này, đúng không? Data khác rỗng. Đấy thì mình sẽ phản hồi. Đó là đã mình nhập đúng không? User đã đăng nhập. Đấy. Phản hồi ra đúng không? User đã đăng nhập. Đúng không? Còn data mà rỗng này. Đấy, thì phản hồi ra đúng không, là một cái bad request đúng không, user chưa đăng nhập đấy, còn lỗi đúng không chấm kép đấy, có lỗi đúng không thì báo lỗi là lỗi server. Đấy được chưa, thì mình sẽ làm như này đúng không, test thử nhá, bây giờ mình sẽ lấy một cái ID trong database này sửa cookie nhá, bằng ID mình có paste copy được này, chạy này đúng không, đã đăng nhập đúng không, giả sử nhá ID này chưa đăng nhập này, một cái ID bất kỳ này sai chẳng hạn đúng không, sử bộ số cuối này chẳng hạn, save này chạy đúng không, user chưa đăng nhập đúng không, tại vì cái user này đúng không không hề tồn tại trong database của mình đấy, thì nó sẽ hiện ra user này chưa đăng nhập đúng không, thì nhá chạy postman này,
thì anh em sẽ làm cho mình cái bước postman này trước nhá, test cho mình cái postman này trước, được chưa? Đấy, anh em sẽ dùng cookie này, cookie nhá, đúng không? Postman này thì có cái thằng cookie đây này, anh em sẽ sửa nhá, hai trường đầu này đúng không, cái trường này thế là cái tên của cookie này và thứ hai là cái giá trị cookie, được chưa? Sửa hai tay này thôi nhá. Đấy. Và chạy chạy phần thức post cho mình đấy, để xem là cái bên database đúng không đã kiểm tra đây là đúng hay chưa. Đấy, kiểm tra ok thì mình sẽ cho mình giao diện nhá để làm. Thì mọi người làm cho mình cái này trong khoảng tầm 50 phút nhá, cái thằng check nhập này. Đấy, thì sau khi mình đã có test postman đúng không, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra đăng nhập đúng không ở trên cái trang home của mình. Đấy, thì đơn giản mình sẽ gọi Ajax đến cái đoạn này thôi đúng không. Đó, kiểm tra cho mình. Đấy, trang home này, home này chưa có gì đúng không, gắn security nhá và gắn link. Phải hồ. Đấy, bên này đúng không? Mình sẽ khi vào trang mình sẽ Ajax luôn. Kiểm tra xem là cái cookie hợp lệ chưa đúng không? Ajax luôn. Ajax luôn này. Đấy, cookie đúng không? Test ID này. Nghe cookie đúng không? Sẽ lấy sang hàng web cookie sang cũng để tạm chứng cửa ta đúng không, copy thằng web cookie sang này để lấy cookie đúng không. Đấy nhá, mình sẽ kiểm tra đúng không, thử này log ID nhá, ID này đúng không, nếu trường hợp cookie mà có không thì nó sẽ trả về đúng không, nếu không có thì sao. Được dẫn 34.000 này. Con số lập ID CS. Khi vào trang này. Khi vào không? Các bạn nhá. Cookie còn không? Còn này. Tìm cookie của user. Cô Xuân đứng đúng chưa? Dẫn link chưa được này. Sao nhỉ? Public home ZS. Home ZS đây. Bên thử nha. Đấy đúng không? Đấy đúng này. Dẫn link không sao, không có gì cả. Sau này không lốc ra cái gì nhỉ? Ok. Gì đó sai sai ở đây. Body hello này. Kiểm tra nhá, xem đúng gửi ra thằng à, chưa send file đúng không? Phải chưa send file, ok. Red chấm send file. Và chấm join đúng không? Của chương trình name. Và đúng không? Cái thằng file home của mình. Ok này, được chưa? Mình đã bắt được cái thằng ID của cookie này. Giả sử nhá, nếu mình không có cookie thì sao? Nó sẽ báo về cái gì? Đúng không? Nó về rỗng đúng không? Rỗng này. Đấy. Được chưa? Tức là cái thằng cookie đúng không? Nếu mà có cookie đúng không thì nó sẽ trả về là giá trị luôn đúng không? Còn nếu không có nó trả về rỗng. Đấy. Thì kiểm tra đúng không? Ajax này
khi vào không thì gọi Isaac luôn. URL này là cái đường dẫn trên login đúng không? User trong số login. Post đúng không? Thằng này có yêu cầu data gì không? Không yêu cầu. Post. À, một cái đã tự gửi trong request đúng không? Thì không cần thay này nữa. Thừa đúng không? Vậy nhá. Thừa này, ok, thì mình tạm thời mình gọi nhá. Chưa dùng này. Lốc xem nhá, sẽ ra cái gì này. Chưa nhập đúng không? Còn nếu có key này. Không? Thì hiện là đã nhập đúng không? Đấy, tức là ở đây mình đã kiểm tra, mình đã lốc được ra đúng không? Khi vào trang này nó kiểm tra luôn đúng không? Là cookie là gì đúng không? Xem đã có đánh váy chưa? Đấy. Thì nếu đúng không? Nếu này, cái data mà có status chấm status này, đúng không? Nếu mà status mình gửi về mà khác 200 đúng không? 200 là thành công này. Còn nếu khác 200 tức là bị lỗi gì đấy, thì mình sẽ đẩy nó về cái trang đăng nhập đúng không? Khác 200 này. Đấy, data mà khác 200 là sở tất mà khác 200 đúng không, thì đẩy nó về trang đăng nhập. Đấy, thì mình sẽ là window đúng không, location rep đúng không, bằng cái trang nhập của mình đúng không, là user này. Đấy, thử nhá, bây giờ đúng không, mình vẫn ok đúng không, cookie đầy đủ, giả sử nhá, mất cookie này tắt lại trang đúng không? Thì để mình về trang đăng nhập. Đấy. Không? Hoặc là nhá, cái thằng cookie này bị sai chẳng hạn đúng không? Một cái cookie gì đó mà chưa từng tồn tại trong cái database của mình đúng không? Sửa này. Không? Thì khi mình tắt lại trang này, không? Nó cũng đẩy mình về đúng không? Tại vì nó tìm trong data không thấy. Đấy. Chưa? Tức là cái này đúng không? Mình viết một cái API đúng không? Để check xem cookie này hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ thì mình cho ở lại trang đúng không? Không hợp lệ thì mình sẽ đẩy ra ngoài trang đăng nhập. Đấy. Đúng không? Thì bây giờ đúng không? Khi mình có này nhá. Đấy, thì khi user đúng không? Họ vào cái về đúng nhá. Đúng không? Khi họ vào trong trang chủ bên này. Đấy. Thì nó trở lại luôn đúng không, không bắt nhập nữa. Đấy, còn nếu mình mà cho cookie bị sai đúng không, mất cookie này, mất đúng không, đấy bạn trang sẽ về trang đăng nhập. Cái mình đã có check đăng nhập đúng không, nếu mà có cookie thì mới được ở trang này, không có đâu thì ở ngoài đấy đúng không. Và như vậy đúng không, thì khi mình ở bên cái trang đăng nhập ấy đúng không, khi mà người ta vào trang đăng nhập ấy mình cũng kiểm tra luôn đúng không, nếu mà người ta đã có cookie hợp lệ rồi đúng không thì mình cũng cho người ta vào trong trang chủ luôn đúng không. Đấy. Thì bên cái trang đăng nhập này mình cũng sẽ gọi Ajax luôn đúng không, khi vào này gọi Ajax luôn. Copy bên kia sang. Gọi dẫn này đúng không, thay đổi chút này đúng không, nếu mà kết quả trở về đúng không bằng 200 tức là đã có khi hợp lệ đúng không, thì mình cho chuyển trang sang trang chủ luôn. Đấy, không ở trang này nữa nhá. Giả sử đúng không, lại này rồi vào trang đăng nhập nhá. Nó sẽ cho mình về trang và trang cá nhân luôn đúng không? Trang home luôn, không phải trang nhập nữa. Đấy. Đúng không? Thì cái API này đúng không? Để kiểm tra nhập này thì mình sẽ dùng rất nhiều lần đúng không? Mình sẽ tái sử dụng. Đấy, giả sử nhá, khi mà user đúng không? Họ làm chức năng này,
muốn là đổi mật khẩu chẳng hạn đúng không? Đổi mật khẩu. Đấy thì mình cũng phải bắt kiểm tra xem đúng không? Là đã có login này chưa? Đấy. Tức là cái thằng API đúng không? Check login này thì nó sẽ dùng tái dùng rất nhiều đúng không? Thì mình sẽ cho nó ra một cái phần riêng để import vào đúng không? Để mình dùng. Đấy. Thì bây giờ nhá, anh em cứ demo cho mình đến cái bước là mình sẽ kiểm tra nhập đấy đúng không? Đấy thì việc là chỉ kiểm tra là trả exact này. Đấy, data trả về đúng không? Nếu mà có status khác thành công đúng không? Thì mình sẽ đẩy nó về trang đăng nhập. Đấy, còn nếu mà status bằng thành công không? Thì ở lại trang này. Và ngược lại đúng không? Nếu có trang đăng nhập này. Nếu không mà cái status gửi về đúng không? Là thành công thì sẽ cho sang trang home luôn đúng không? Còn lại thì nó sẽ vẫn ở trang đăng nhập. Đấy. Thì anh em nào cho mình thêm cái chức năng kiểm tra đăng nhập này nhá. Rồi, thì cái phần em vừa demo anh em có bị chỗ nào khó hiểu không? Rồi. Đấy thì tài kiểm tra nhập đấy đúng không? Thì mình sẽ dùng để kiểm tra xem là cái cookie này đã tồn tại hay chưa đúng không? Và cookie này lưu ID đúng không? Đã hợp lệ hay chưa? Để hợp lệ thì mình sẽ chọn lại trang vào trang chủ đúng không? Còn không mình sẽ đẩy ra trang đăng nhập. Đấy. Và tương tự vậy nhá, cả cả bên backend này đúng không? Khi mà người ta đúng không làm một chức năng như là đổi mật khẩu này. Đấy, hay là làm chức năng như là xóa một user đúng không thì mình phải kiểm tra xem ông này đăng nhập hay chưa đúng không, đăng nhập rồi thì mới cho cái việc là xóa và đổi mật khẩu này đúng không, còn nếu mà chưa đăng nhập thì bắt người ta phải đăng nhập lại đúng không. Đấy thì đúng không, để làm cái này mình làm sẽ làm như nào, mình nhá sẽ cho một cái thằng này không ra một cái file riêng chẳng hạn. Làm cái file riêng này giả sử nhá, sẽ để một cái file là check out chẳng hạn, copy này sang này, chuyển thành function nhá, viết thành function này. Function đi hoặc tên là check login chẳng hạn, và thầy đang dùng user model đúng không thì mình import thêm cái thằng user model vào. Export nó ra đúng không? Module export bằng đấy đúng không? Mình cho một cái file riêng nhé đúng không? Thì bây giờ mình có thể mình tái sử dụng với cái bên cái router khác này. Đấy, mình sẽ import vào này. Sẽ gọi nó vào. Gọi này. Check login đúng không? Require của cái thằng checkout đúng không? Đấy. Và sau này mỗi khi mà nó muốn đúng không? Muốn đổi mật khẩu trả này mình phải kiểm tra trước đúng không? Kiểm tra trước này. Và phải next đúng không? Đấy mình sửa lại nhá, thêm next nữa đúng không? Nếu thành công không? Đã thành công này. Đấy thì mình cho nó next. Đúng không? Nếu mà user đã tồn tại này, đăng nhập đúng không? Thành công rồi thì mình cho next. Và dùng next được thì phải có next ở bên trên này đúng không? Next. Bên này thì mình chỉ để paste vào thôi. Đấy. Trước khi đổi mật khẩu đúng không? Thì kiểm tra xem đã nhập hay chưa. Đấy, đăng nhập rồi thì mình cho chết đổi mật khẩu. Đấy. Hay khi người ta xóa một cái user đúng không? Thì phải kiểm tra xem có nhập chưa thì mình cho xóa user chẳng hạn. Đấy. Hoặc là cái phần mà kiểm tra login đúng không? Đấy. Thì mình sẽ cho kiểm tra đúng không? Này chẳng hạn. Đấy.
nếu mà thành công không, next đúng không, thì mình sẽ phản hồi luôn, không phải phải ăn nữa. Đăng nhập. Đây này trả đúng không? Nếu mà nó qua qua được cái cổng check-in đúng không? Qua cổng kiểm tra đăng nhập này thì mình trả luôn đúng không? Là nó đăng nhập rồi. Đấy. Này, này. Đấy, thì mình test lại nhá đúng không? Vẫn ở trên này đúng không? Khi mình xóa cookie này, hay sửa cookie thành cái sai này, này. Sửa thành 61 chẳng hạn. Xóa nhá. Nó đúng không? Thì nó để về trang đăng nhập này. Đấy. Đây không ra này sang này đúng không, và có cookie này đấy ở lại đúng không, giả sử nhá mình lại cố tình vào trang đăng nhập này đúng không, user đăng ok nó không cho mình về ở gì đây, nó define giá bao nhiêu 121. Chưa đúng không, giả sử mình cố tình về trang đăng nhập đúng không, đấy thì nó vẫn sẽ ưu tiên cho mình về trang chủ luôn đấy, vì mình đã có cookie không thì nó cho mình đăng nhập luôn, không phải đăng nhập lại nữa đấy đúng không. Và giả sử này đúng không, khi mình muốn làm chức năng là đổi mật khẩu chẳng hạn, đấy đổi mật khẩu nhá sang cái trang trên pad này. Đổi path. Đấy. Mình nhập đúng thì nó sẽ cho mình đổi đúng không? Đấy, không nên gì này. Công không? Giả sử nhá, mình xóa cookie này. Xóa cookie nhá. Đấy. Và mình sẽ thử lại này. Chưa nhập đúng không? Đấy, nó sẽ bảo mình chưa được nhập này. Đấy, và mình sẽ phải về trang chủ đúng không? Muốn về muốn cho nó về trang chủ mình sẽ phải chạy rác thôi, được chưa? Đấy, thế thêm một cái thằng nữa bên đổi path đúng không? Đấy, để nó sẽ cho về trang chủ đúng không? Nếu như một cái message này đúng không? Là chưa được nhập hoặc là mình có thể chạy luôn đúng không? Chạy luôn một cái rác bên ngoài. Đấy. Như ở trên đúng không? Như bây giờ đăng nhập này. Đấy, kiểm tra luôn đúng không? Nếu mà có check login là thành công thì cho ở lại đúng không? Còn nếu không thì cho ra ngoài. Đấy. Thì khi đã trang đúng không? Còn nếu người ta vẫn cố tình đúng không? Người ta vẫn sửa khẩu này. Đấy, thì mình sẽ phải cho thêm một bước nữa đúng không? Là khi ở on click vào cái nút đổi khẩu này. Đấy thì nó sẽ phải kiểm tra đúng không? Là nếu kết quả trả về này là chưa nhập thì sẽ bắt về trang chủ về trang đăng nhập. Đấy. Được chưa? Thì đúng không? Thì mình vừa demo cho anh em này đúng không? Cái phần check in này thì mình sẽ dùng rất nhiều đúng không? Bất kỳ chức năng nào phải có check in thì mới cho thực hiện đúng không? Đấy. Thì mình cái nào dùng nhiều nhá thì mình có thể mình cho ra một cái file riêng. Đấy. Để khi nào mình cần thì mình chỉ việc là import vào đúng không? Và dán vào những cái function, những cái API mình cần dùng thôi. Được chưa? Đấy không phải biết trả ra nữa. Mày hình dung không? Rồi cái phần em vừa làm demo ấy thì mọi người cho có chỗ nào bị khó hiểu không?